Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai vừa đề xuất đơn vị tư vấn nghiên cứu đưa hệ thống đường sắt đô thị, metro, kết nối các đô thị lớn, các cảng hàng không trên địa bàn Đồng Nai vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Hiện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đề xuất phương án kéo dài tuyến metro số 1. Trong đó, đoạn về Đồng Nai dài 18,3 km đi trên cao chia làm 3 đoạn, dự định xây dựng một nhà ga tại khu vực khu công nghiệp Biên Hòa 1 với mô hình quảng trường nhà ga. Kết nối với tuyến đường sắt nhẹ sân bay Long Thành, đảm bảo kết nối giao thông về đường sắt giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tuyến metro số 2 cũng xuất phát từ nhà ga khu công nghiệp Biên Hòa 1 đi qua khu vực Cù Lao Hiệp Hòa, đi xuyên trục vào trung tâm thành phố Biên Hòa để kết nối với sân bay Biên Hòa hiện đã được quy hoạch để khai thác lưỡng dụng.